chào bạn. Trong video này, Hoa sẽ chia sẻ cho bạn hai cách làm đẹp từ quả khế chua. Quả khế chua tưởng vô dụng mà có công dụng rất lớn trong quá trình làm đẹp của chị em phụ nữ. Đặc biệt, khế chua diệt sạch các loại mụn. Thành phần của khế chứa một lượng vitamin A và vitamin C hàm lượng cao, cùng kẽm và các chất chống oxy hóa. Đây là các thành phần cực kỳ tốt cho da mặt. Đặc biệt, kẽm là cứu tinh của da mụn, nhờn và dầu. Sau đây là hai công thức trị mụn từ khế chua cực đơn giản và hiệu quả. 1. Hỗn hợp khế chua và sữa chua. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một quả khế chín, một muỗng canh sữa chua không đường. Cách làm như sau: khế chua đem rửa sạch, thái miếng nhỏ, bỏ hạt, rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn. Dùng dây lọc, tách phần bã và lấy nước cốt. Trộn đều nước ép khế với sữa chua không đường. Dùng thìa khuấy đều tay đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng: rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm, thoa hỗn hợp lên mặt, đặc biệt là vùng da có nhiều mụn, rồi dùng tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 30 phút rồi rửa sạch bằng nước. Áp dụng cách này 2 đến 3 lần trên tuần, mụn đầu đen, mụn cám hay mụn ẩn cũng đều bị đánh bay. 2. Mặt nạ khế mật ong, lòng trắng trứng. Nguyên liệu chuẩn bị: một trái khế chín, một thìa mật ong, một lòng trắng trứng. Cách làm: khế chua đem rửa sạch, thái miếng nhỏ, bỏ hạt, rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn. Dùng dây lọc, tách phần bã và lấy nước cốt. Lòng trắng trứng đánh bông lên rồi trộn với mật ong, nước cốt khế. Dùng thìa đánh đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng: rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm, thoa hỗn hợp lên mặt, đặc biệt là vùng da có nhiều mụn, rồi dùng tay massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước. Áp dụng cách này 3 lần trên tuần để hiệu quả tốt nhất. Vừa rồi Hoa có chia sẻ cho bạn cách trị mụn bằng khế chua. Chắc chắn rằng nó sẽ giúp cho bạn loại bỏ những chiếc mụn xấu xí trên khuôn mặt của mình. Cần tư vấn hỗ trợ, bạn hoàn toàn liên hệ 0971035507 để được giải đáp. Bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp bạn tại các video tiếp theo. Xin chào.